Hello anh em, và chào quay trở lại với channel Pop Pro. Và chào cả chị em luôn. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với chuyên mục Hôm Nay Xem Gì. Để khởi động thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một channel TikTok. Nhưng tôi phải đảm bảo với các bạn là channel này nó hay. Vâng, và tên của channel này là Sma F MC. Đây là một channel về Minecraft nhưng là về stop motion. Và mình sẽ cho các bạn xem nó cụ thể như thế nào. Đây, tôi sẽ ví dụ cho các bạn luôn nhá. Nó sẽ kiểu là như thế này. Cái điều quan trọng ấy là những cái hình ảnh stop motion này được tạo ra bằng việc là người ta xây dựng những cái công trình liên tiếp nhau để tạo ra một cái hành động. Và sau đó chúng ta có những cái thước phim mà mình đang xem ở đây. Tức là nó rất là kỳ công. Đấy, nếu các bạn nhìn nhá, ở bên dưới này có rất là nhiều người. Đấy, có rất là nhiều thằng đang xây dựng ở dưới này. Thật sự là rất kỳ công các bạn ạ. Tôi nghĩ là phải đến cả triệu khối được kết hợp vào với nhau mới có thể tạo ra được những cái chuyển động này. Và tôi nghĩ phải mất đến hàng tuần, thậm chí là hàng tháng để có thể hoàn thành được một mẩu video ngắn đến như vậy. À, tiếp theo là Batman này các bạn ơi. Wow, anh đỡ ra con Pikachu biết nhảy hip hop luôn. Quay. Người ta xây dựng đỉnh thật sự luôn các bạn ạ. Vai cả trưởng ạ, một con Pikachu khổng lồ. Nhưng mà mỗi tội tôi không thấy mắt của nó đâu. Quay lại còn Pokemon khổng lồ nữa này các bạn ơi. Và phải nói là tôi nể nhất là người rơi. Tôi cảm giác cái anh ấy đang rất là tuyệt vọng các bạn ạ. Trình độ xây dựng thực sự là quá đẳng cấp. Ui ôi, là còn có cả người nhện các bạn. Quay đu dây này. Ui, chạy bộ tại chỗ ạ. À, nhảy luôn. Wow, và từ một cái khối như thế này thì người ta sẽ làm cái gì đây? Người ta đang đục nó các bạn ạ. Người ta đang đục cái khối đấy thành một cái hình gì đó. Và tất nhiên rồi, đây là một cái khối khổng lồ trong Minecraft đấy các bạn. Wow. À, thành tượng nữ thần tự do. Nó giống như là việc chúng ta điêu khắc ở ngoài đời. Nhưng không, đây là chúng ta đang điêu khắc trong Minecraft với một khối lượng khổng lồ các bạn ạ. Ông nào mà xây cái này xong chắc là to tay luôn chứ đùa. Wow. Đổi màu luôn. Đổi được màu luôn các bạn ơi. Wow. Đây là stop motion nhá, chứ không phải là cái khối đấy nó thực sự di chuyển được như vậy đâu. Quay đỉnh chóp. Ếch nó nhảy. Đỉnh thực sự ạ. Wow, cái này đỉnh nhất này. Kiểu nước nó rơi xuống sau đó kiểu nhún ấy. Nhưng không phải, người ta xây dựng rất là nhiều những cái công trình liên tiếp nhau để tạo ra cái thứ đó. Và đó là stop motion. Oh my god à. Ai à. À tôi biết cái này, cái thằng này gì nhỉ. Quên mất rồi. Đỉnh chóp. Wow. Tôi biết có đấy này các bạn ạ. Đỉnh thật sự, tại sao người ta có thể xây dựng được như này nhỉ? Mà nó rất là uyển chuyển luôn ấy. Ủa, con ong nó đang bay luôn ạ. À, Dreams. Phải nói cái thứ mà tôi thích thú nhất đó chính là hình ảnh của cái nước các bạn ạ. Mặt sóng dập dìu. Uầy, thành hình tròn luôn. Uầy, cái này là xây dựng. Wow. Cả thanh xuân của tôi để đi tìm kiếm tình yêu thì có vẻ như là cả thanh xuân của mấy ông này để ngồi xây dựng những công trình trong Minecraft. Nhưng ít ra người ta còn xây dựng công trình thành công, còn tôi đi tìm tình yêu mãi không thấy. Tình hình là có đến 75% các bạn biết đến mình mà chưa nhấn đăng ký kênh. Vậy nên hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái tiếp theo. Đó chính là một video về những con mốt hiếm có nhất trong Minecraft và tỷ lệ của nó sẽ như thế nào. Đầu tiên là con bò với 70%, con lạc đà 67%, con rơi. Ê các bạn ơi, nhìn con rơi trông mặt đó kiểu giống như con rồng trong cái phim Bí Kíp Luyện Rồng ấy các bạn. Nó đây này,
ngựa là 62,5%. Con dê là 57%. Cái con này là cái con này, cái con cá này tôi rất là quen mà không nhớ được tên nhá. Nó giống như là cái con diêu hay con rong cái gì đấy mà bên Trung Quốc nó có các bạn ạ. Grow squid. Ghê đấy. Con rùa 46%. Con cáo 44%. Stray 42%. 41%. Này nói thật với các bạn nhá, mặc dù con sói này tỷ lệ nó là 41% nhưng mà tôi còn gặp con sói này nhiều hơn là gặp con này. Cái con Stray này tôi chưa gặp nó bao giờ. Wow. Magma cube 40%. Piglin Prute 39%. Con ong 37%. Slam 35,6%. Enderman 35%. Đây, tính ra Enderman là cũng không hiếm lắm đâu các bạn ạ. Blazer 33%. Ghost 30%. À không phải, con Ghast, không phải con Ghost, con Ghast. Witch 26%. Đột khay con lừa đúng không? Ok. Wither Skeleton 16%. Tropical Fish 14%. Purple Fish. À, cái con Purple Fish này thì nó chính là cái con cá nóc đấy các bạn. Không biết là tôi nói có đúng không? Tôi phải nhìn nó có kiểu gai giống kiểu con cá nóc. Surgeeder. Cái con Surgeeder này là đúng là tôi chưa gặp bao giờ. Polar Bear 9,9%. Panda là 9%. Ocelot. Cái con này là con mèo rừng đấy các bạn. Hình như là con mèo rừng thì phải. Parrot. Con vẹt có 8% thôi ạ. Phantom nó là con gì nhỉ? Tôi cảm giác cái con này nó giống như kiểu là một cái con rơi bay, nhưng mà nó đích phải là con rơi. Tôi chẳng biết là con gì. Wandering Trader. À cái thằng này là cái thằng thương nhân. Kuda. Vindicator. Here Johnny. Ê cái từ Here Johnny này quen. Vex. Wow. Cái con Vex này là lần đầu tiên tôi biết là nó có trong Minecraft luôn đấy các bạn. Và nó có một cái lưu ý là những cái bức tường sẽ không thể ngăn cản được cái con mob này. Chúc may mắn, chứng tỏ là nó rất mạnh, nó có thể đi xuyên tường. Ender Guardian. À cái con cá này là nó ở trong cái gì đấy ở dưới nước. Evoker. Endermite. Đây là một con sâu, tôi hay gọi là con sâu các bạn ạ, tôi đã gặp nó rồi. Zombie Villager. À đây là một cái thằng mà nó bị biến thành zombie. Đây là một thằng dân làng biến thành zombie. Cái con này là con bò nấm rơm, đúng không? Screaming quát à? What the hell? Cái con cừu này nó sẽ phát ra cái tiếng hét hoảng loạn à? Wow, Spider Jockey. Way. Tôi không thể tin được là một cái con skeleton nó có thể chế ngự được một con nhện luôn các bạn ạ. Lần đầu tiên tôi biết có con này. Wow, ngựa xương này. Con cừu màu hồng này. Quay cute. Baby pink sheep. What the? Đây mới là baby pink sheep chứ. Đây mới là baby pink sheep chứ nhỉ. Thế còn đây mới là skeleton covered with diamond chứ. Này, thế từ nãy là nó để sai tên à? Cáu thế nhỉ. À đây là cái con creeper khi mà bị sét đánh trúng. Thì nó sẽ kiểu như thế. Còn đây là con bò nấm rơm màu nâu. Con này là con cấu trúc màu nâu. Đây là con người tuyết. Wow. Và tỷ lệ hiếm nhất thuộc về con này không biết tên là gì. Nó là the 1.992e đến 33% mốt. Đây là một cái con zombie con. Nó mặc full một set đồ kim cương và có một cái kiếm. Đây tôi đoán đây là kiếm sắt thì phải. Kiếm sắt đã được enchant và nó cưỡi con gà con các bạn ạ. À đây. Nó là leader baby villager. Cute nhỉ. Kiểu baby boss. Ok, và video tiếp theo tôi sẽ cho các bạn biết bản thân các bạn quý giá đến mức nào. Ý là các bạn hiếm có đến mức nào, ok? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem là những đặc điểm trên cơ thể của các bạn. Bao nhiêu người trên thế giới này cũng sở hữu và nó hiếm có ra sao? Đầu tiên là cái xoáy tóc này là 91% thì người đều có, tức là xoáy thuận. Làm cái lưỡi cuộn vào là 83%, ai cũng làm được nhỉ? Tôi cũng làm được.
cái vân tay này bình thường. À, song ngữ tức là biết nhiều hơn một ngoại ngữ. À, cái này là không có răng khôn, không có cái răng khôn trong cái này này. À, mắt 20/20, mắt tôi 10/10 đấy các bạn ạ. À, cộng hai bên vào là 20 đấy các bạn ơi. À, chúng ta ở đây có một cái dấu vân tay hình tròn là chỉ có 30% thôi, và bây giờ tôi sẽ cùng nhau xem nào để xem tôi có dấu vân tay hình tròn không. Wow, tôi có các bạn ơi, đây này, để tôi cho các bạn xem nhá. Tôi nghĩ là các bạn không xem được tại vì nó không bắt nét các bạn ạ. À, khó chịu. Nhưng mà tôi có nhá, tôi có. À, làm mũi phập phùng thế này tôi cũng làm được. Cái gì đây? Má lúm đồng tiền à? Ok nhá, tôi có hẳn hai cái cơ. Bên này với cả bên này thì không sâu lắm nhưng mà răng đẹp. Răng tôi khá đẹp. À đây rồi. Cái này hàng hiếm này, cái này hàng hiếm nhá. Có thể làm cái ngón cái nó cong được và hãy gì đây? Tôi làm được 90 độ luôn, cả bên này luôn. À, cái này là nhấc lông mày đúng không? Tức là một bên lông mày nhấc. Cái này kiểu như vậy. Nhưng mà nói thật là tôi chỉ làm được bên này tôi không làm được. Cái này là cử động tai, một bên tai. Cái này tôi có làm được nhưng mà tôi không thể cho các bạn xem được. Cái này chịu. Cái này răng thưa thì chịu. Răng tôi cũng thưa. Cái này là cử động cả hai bên tai thì lại càng chịu. À, cái này là làm lưỡi thành hình bông hoa. Chịu. À, cái này là người Ý 14% à? À không phải là người Ý đâu các bạn ạ. Đây không phải là người Ý nhá, mà người ta muốn kiểm tra một cái gì đấy, cái gân gì đấy ở dưới tôi không biết là cái gì. 12%, có những người có thể nhìn được nhiều màu sắc hơn. Wow, tôi không biết đâu. Mơ một giấc mơ chỉ có màu trắng và đen. Màu đen và trắng. Tóc xoăn. Một chút nữa thôi là tôi đã có thể gia nhập vào những cái số người mà 11% rồi. Tóc tôi không xoăn nhưng mà tôi cũng có một vài thứ khác nó xoăn tít thò lò luôn. Tiếp theo là ngón chân cái ngắn. Tay trái 10%. Tôi có thể viết được bằng tay trái nhưng tôi không phải là người thuận tay trái. Không có sâu răng. Coffee color birthmark, tức là ở trên người các bạn có một cái vết bớt màu sô-cô-la. Và trên người tôi có một vết bớt màu sô-cô-la to vãi cả trưởng luôn. Nó phải to bằng một bàn tay này. Vâng, và tôi là một trong số 10% đấy các bạn nhé. Anh chà, cái này khó quá. Cho lưỡi lên mũi. Cái này chịu luôn. Cái này là một cái sụn tai Dark Wings nha các bạn. Và khi mà trên tai các bạn có một cái sụn nhỏ nhỏ nó lồi ra như này thì bạn là một trong số hiếm những người mà sở hữu nó. Chỉ có 10% thôi. Và tiếp theo đó chính là xoáy ngược. Bình thường là chúng ta sẽ có một cái xoáy là như này, tức là xoay như này. Nhưng mà xoáy ngược thì nó sẽ ngược lại và nó rất là hiếm. À, đây là cái dấu vân tay hình quả núi à? Để tôi xem nào, hình như tôi có. Xong rồi kiểm tra tôi phát hiện là tôi không có. Phí thế nhỉ? Suýt nữa thì được 5% rồi. Rất lời. Cái dấu này thì là 4%, tôi cũng có. À, cái này là một cái rất là hiếm có, đó chính là dấu chỉ tay chữ X. Tôi không có. Tiếp theo là tóc màu đỏ 2%. À, cái tóc này cũng 2%. Wow, cái này đỉnh này. Và nếu như trên lòng bàn tay của bạn chỉ có một đường chỉ tay duy nhất thì bạn là một trong số 1,5% những người sở hữu nó và rất là hiếm có. Và tiếp theo đó chính là Double. Cái này ý người ta muốn bảo là chúng ta sẽ có hai hàng lông mi ấy các bạn. Tôi có sử dụng được cả hai tay. Cái này thì tôi không làm được. Clapping hands, ý là nắm tay vào như thế này ấy gì. Cái này thì ai mà chả làm được, sao mà nó lại hiếm nhở? Cái này tôi không hiểu lắm.
Cái này là bạn sẽ có một cái lỗ nhỏ ở trên tai là chỉ 1% thôi và tôi cũng không có. Bạn nhóm máu AB cũng là 1%, tôi chẳng biết tôi nhóm máu gì. Xương sườn, chả hiểu xương sườn gì. Cái này nếu như tim bạn nằm ở bên phải thì bạn là một trong số dưới 1%. Ok. Còn tim tôi thì tất nhiên là nằm ở phía... À, cái này là nếu như các bạn có thể liếm được củ trổ của mình thì các bạn cũng nằm trong số 1%. Nhưng tôi chỉ... lưỡi tôi phải dài gấp 3 lần bây giờ thì may ra tôi mới liếm được các bạn ạ. Ok, và vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xem là những bộ phận có trên cơ thể của các bạn hiếm có đến mức nào. Tức là các bạn hiếm có đến mức nào. Hãy comment ở bên dưới video này để xem rằng có ai đạt được con số là 1% hay không nhá. Tức là những người siêu hiếm. Bản thân tôi dừng lại ở mức 10% tại vì trên người tôi có một vết bớt như vậy. Mặc dù là cái vết bớt đấy làm cho tôi không được thoải mái cho lắm, tại vì nó hơi to quá. Nhưng mà không sao, nó cũng hiếm mà đúng không? Cũng là một cái thứ để tự hào. Rồi ok, và video này tôi sẽ kết thúc đây. Hôm nay chúng ta đã có cùng nhau xem khá là nhiều những video vui vẻ và tôi hy vọng rằng nó sẽ giúp bổ sung thêm cho các bạn một vài cái kiến thức cũng như là một vài phút giây thư giãn vui vẻ hơn. Và nếu các bạn thích chuyên mục này hãy ủng hộ tôi cách để nhấn like cho video nha và đăng ký kênh Pop Pro nữa để giúp tôi có thể sớm đạt được 2 triệu người đăng ký. Cảm ơn các bạn rất là nhiều khi đã xem video này và đồng hành cùng với tôi. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Nếu các bạn yêu quý mình thì đừng quên là hãy nhấn vào nút đăng ký kênh và hãy nhấn vào biểu tượng hình cái chuông bên tay phải để có thể nhận được thông báo về những video mới nhất của mình nhé.